Huy xin kính chào tất cả quý anh chị. Hôm nay thì Huy sẽ cùng với quý anh chị xem qua một trong những cái mẫu xe Toyota Fortuner số tự động 2019. Và đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Nếu như mà quý cô chú anh chị đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình, một chiếc xe 7 chỗ gầm cao số tự động, trang bị hộp số tự động 6 cấp, chạy rất là mượt mà và đầy đủ những tính năng an toàn, thì đây là một trong những cái sản phẩm khá là phù hợp. Nếu như mà so với phiên bản máy dầu thì số tự động máy xăng có khá là nhiều ưu điểm, như là tính năng an toàn, cũng như là những cái option cũng sẽ được trang bị nhiều hơn, như là tay nắm cửa mạc chrome, công tắc rau và cửa thông minh, cũng như là những chi tiết như là công tắc lên xuống kính sẽ được là trang bị auto tự động chống kẹt ở tất cả cửa, thay vì chỉ có phía bên tay đối với phiên bản máy dầu, máy dầu số tự động quý chị. Rồi vô lăng thì ốp gỗ bọc da và có tính năng cruise control. Cruise control, thay vì với phiên bản máy dầu số tự động thì không được trang bị công tắc cruise control quý chị. Đấy, có lại chỉ số vô lăng này, giúp cho quý anh chị di chuyển lên số xuống số khá là ok luôn. Đấy, rồi khởi động nút bấm start up quý chị. Đấy, thay vì là nếu như mà phiên bản máy dầu thì chỉ được trang bị là chìa khóa cơ thôi. Và hệ thống thì được trang bị hệ thống điều hòa tự động. Thay vì là máy dầu thì chúng ta chỉ được trang bị chỉnh tay thôi, quý anh chị. Thì đó là một số những cái option ở trên chiếc máy xăng mà nó trội hơn so với máy dầu khá là nhiều. Đấy, tay nắm cửa mạc chrome, máy dầu thì nó chỉ là cùng màu với thân xe, cùng màu với thân xe thôi quý chị. Thì đây là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Indo, máy xăng. Máy xăng với ưu điểm là êm ái, người ngồi bên trong sẽ không quá ồn ào, không quá nghe ồn quý chị. Và khi mà di chuyển thì nó không có rung động nhiều như máy dầu, nó không có ồn, cho nên là người ngồi bên trong sẽ cảm thấy thoải mái. Và đặc biệt là những cái khách hàng nào, những cái người mà ngồi trong xe ở phía sau, mà nếu như mà hai xe xe thì nó sẽ rất là say xe đối với máy dầu. Còn máy xăng thì nó đỡ hơn khá là nhiều quý chị, vì nó êm ái. Những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết. Đấy, thì Huy sẽ cùng quý anh chị xem qua chi tiết về cái chiếc xe này. Chủ xe sử dụng đi rất là kỹ, bảo dưỡng hãng đều, rất là đều luôn quý chị. Mới vừa thay lọc xăng, lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, dầu thắng rồi anh chị. Đó thì xe gia đình đi, cho nên là chủ xe rất là kỹ luôn. Đấy, vỏ mới vừa thay bộ vỏ. Bộ vỏ này rất đắt tiền anh chị, 4 triệu mấy cái. Vỏ Bridgestone nha quý chị nha. Đấy. Thì anh chị mua những cái sản phẩm xe qua sử dụng mà đã được thay vỏ như thế này thì rất là tốt quý chị, đỡ tốn tiền. Đấy, những chi tiết cao su. Đây, đề can, hai che mưa, những cái miếng chống bấm nước nhỏ thôi nhưng mà nó giúp cho quý anh chị đỡ tốn rất là nhiều. Dán phim hết rồi. Thì xe qua sử dụng hầu như là Huy Thái là dán phim, hầu như là dán phim, nhưng mà phim thì tùy chất lượng. Nhưng mà xe này thì phim chủ xe dán loại xịn, cho nên là ngồi bên trong nó đỡ nóng lắm quý chị. Rồi vỏ, đấy, vỏ là thay đồng bộ 4 cái một lần luôn quý chị nha. Đấy, rồi gầm bệ đây quý chị. Đấy, gầm bệ cá nhân sử dụng đi rất là kỹ, cho nên là gầm bệ còn mới tinh, mới tinh quý chị. Đấy, máy xăng 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Đấy, sự êm ái của chiếc xe thì Huy sẽ cùng quý anh chị vào bên trong và nổ máy cho anh chị nghe. Khởi động nút bấm startup thì mình chỉ cần đạp thắng và nhấn nút thôi, rất là tiện lợi. Rồi, và đèn thì có tính năng auto tự động bật tắt nha quý chị nha. Anh chị để chế độ auto thì đèn sẽ tự động sáng. Huy nhớ là đối với phiên bản máy dầu thì chỉ chỉnh tay thôi, không có tính năng auto này ha. Thì anh chị mà để chế độ auto này rất là hay luôn. Trời tối tự động nó sẽ sáng. Ưu điểm của máy xăng thì như Huy chia sẻ rất là nhiều ưu điểm. Máy dầu thì thường là có phần tiết kiệm nhiên liệu, thì cái đó là cái ưu điểm thôi. Nhưng mà thực sự ra khi mà chạy gia đình thì anh chị chạy không quá nhiều quý chị. Chạy không quá nhiều thì vấn đề mà tiết kiệm nhiên liệu Huy nghĩ không phải là vấn đề hàng đầu. Rồi cái đầu DVD thì với cái phiên bản máy xăng thì Huy nhớ là nó vẫn được trang bị cái đầu lớn hơn. Và cái đầu này có thể có rất là nhiều những cái tính năng ở trong này. Đấy, nó sẽ xịn hơn cái đầu của máy dầu nha quý chị. Đầu máy dầu hiện giờ là đầu Pioneer nhỏ này thôi, Rồi, đấy, hệ thống điều hòa thì trên máy xăng được trang bị đó ha. Đấy, có USB out này, cổng lấy nguồn này. Đấy, hộp số. Hộp số thì có hai phiên bản thì hộp số giống nhau. Đây, chìa khóa Smart Key này quý chị đây. Đấy, tấm lắc còn luôn nguyên luôn nha. Đấy.
Đấy. Ok. Hộp số thì có chế độ Eco, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ Power. À, khi anh chị mà chạy mà chở tải nhiều á, hoặc là anh chị mà vượt xe khác, anh chị kích hoạt chế độ Power lên. Đó, rất là mạnh luôn. Để có những miếng decal chủ xe dán này anh chị. Để, nhỏ thôi. À, những tính năng cân bằng điện tử. À, với chiếc xe Fortuner này thì như là hệ thống chống bấu cứng phanh, hệ thống hỗ trợ khang gân dốc, rồi phân bổ lực phanh điện tử, ổn định thân xe đều được trang bị. Cho nên là anh chị chạy những cái sản phẩm như thế này thì những cái đường xấu, thời tiết không được tốt đấy, hay là ôm cua gấp thì nó sẽ rất là ổn định cho quý anh chị. Còn Fortuner thì như anh chị biết, 8 chỗ rộng, gầm cao rộng rãi, rồi với những cái ưu điểm như là sự bền bỉ, đấy, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ và tiết kiệm nhiên liệu nha quý chị, tiết kiệm nhiên liệu so với những cái hãng khác. Và thực sự ra anh chị chạy 5-7 năm hay là thậm chí 10 năm luôn thì cái động cơ vẫn rất là bền và cái độ tiêu hao nhiên liệu nó không tăng lên đáng kể, không tăng lên đáng kể nha quý chị. Đó là có rất là nhiều khách hàng đã sử dụng và đã chia sẻ với Huy như vậy. Hệ thống điều hòa tự động được trang bị ở trên máy xăng, máy dầu thì chưa anh chị nhé, máy dầu thì không được trang bị. Và mỗi hàng ghế thì đều có đầy đủ những cái cửa gió điều hòa như thế này. Và hệ thống điều hòa tự động là hai dàn luôn, trước sau đều là tự động hết quý anh chị. Đấy thì thông tin sơ để quý anh chị mình nắm. Ở phía sau này chúng ta có thể là ngồi ba người, rộng rãi, thoải mái, trượt ghế lên xuống, ngã ghế cũng như là tựa đầu. Đấy, thì xe này là chuẩn gia đình cho chị nha, full lịch sử hãng, bảo trì bảo dưỡng rất là kỹ luôn. Đèn anh chị ha, mới tin. Thì những chiếc xe như thế này thì anh chị yên tâm, đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng 176 hạng mục. Và những chiếc xe như thế này sẽ được cấp giấy bảo hành, sổ bảo hành cũng như là giấy cam kết về chất lượng, không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Mới về bên Huy chưa có spa, chưa có làm đẹp. Đấy, cái khai để đồ phía sau hay là thảm lót chân bằng cao su thì đều là những cái phụ kiện chủ xe trang bị rất là chất lượng luôn. Đấy, đồ nghề còn nguyên nha quý chị. Khi mua xe tại Toyota Tân Cảng bên Huy thì anh chị yên tâm về vấn đề là đồ nghề, bánh xe cua, chìa khóa. Đấy, mọi thứ sẽ đầy đủ hết. Bên Huy sẽ có chìa khóa xe cua đầy đủ cho quý anh chị. Rồi về vấn đề như là phạt nguội hay là những vấn đề về ngân hàng, pháp lý thì bên Huy sẽ chuẩn chỉnh đầy đủ hết cho quý anh chị. Anh chị không phải lăng tăng hay là có bất kỳ vấn đề gì mà anh chị đăng ký nó vướng, nó không ra được biển số xe cho quý anh chị thì bên Huy là tuyệt đối nha anh chị nha. Bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota, Toyota Hiroshima Tân Cảng, với 100% vốn của Nhật. Và bên Huy thì đại lý cũng rất là lâu đời rồi. Thì có rất là nhiều quý cô chú anh chị cũng đã theo dõi kênh xe cũ Việt Nam của Huy, cũng biết từ rất là lâu. Bên Huy cũng hoạt động qua xe sử dụng, những chiếc xe chất lượng gửi đến cho quý cô chú anh chị rất là nhiều. Thì hôm nay với cái mẫu xe này á thì đang được Toyota Tân Cảng bên Huy niêm yết giá là 780 triệu, còn có bớt lọc. Cho nên là quý cô chú anh chị mua về sử dụng cho gia đình thì anh chị liên hệ Huy tư vấn rõ hơn như vậy. Và cái số của chiếc xe này là chuẩn 8 vạn quý anh chị, 8 vạn 2. Đấy, chuẩn nha. Mới bảo trì bảo dưỡng cấp độ 80.000 là cấp độ lớn. Thì những chi tiết như là đây anh chị, dầu thắng này mới thay luôn, rồi hay là lọc gió động cơ ở khu vực này anh chị mới thay nè, rồi lọc xăng, lọc xăng rồi chủ xe cũng mới thay. Thì anh chị mua những cái sản phẩm như thế này thì anh chị yên tâm. Còn động cơ là nguyên bản hết quý anh chị nhìn nè. Đấy, mới tin nha. Đấy, những ống cao su, từng bù lon con tán, từng dắt điện, mọi thứ với một chiếc xe gia đình đi chuẩn chất lượng. Thì quý anh chị nào thích sản phẩm này thì anh chị liên hệ sớm, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn để quý anh chị mình mua về sử dụng cho gia đình. Thì đây là một số những thông tin chia sẻ từ sản phẩm Fortuner máy xăng một cầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Cá nhân sử dụng rất là kỹ. Và anh chị nào quan tâm về cái mẫu xe này thì anh chị liên hệ sớm Huy theo số điện thoại trên màn hình. Và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay 2019 thì anh chị sẽ vay được 65%, và mình vay tối đa là 3 năm. Lãi suất thì hiện tại chỉ có 7.99% trên năm thôi. Thì anh chị vay 100 triệu á thì mỗi tháng anh chị đóng lãi là 665.000. Và lãi suất là giảm dần nha quý anh chị. Thì đây là một số những chia sẻ, một số những thông tin từ Huy về chiếc xe Fortuner mới vừa được Toyota Tân Cảng bên Huy mua về, gia đình sử dụng
anh chị lái những sản phẩm như thế này đi cực kỳ thích luôn. Máy dầu thì nó tiết kiệm nhiên liệu nhưng mà nó rất là ồn, rung lắc, và nó sẽ có một cái nhược điểm là về cái độ bền. Thì có rất là nhiều khách hàng là đánh giá là nó không có bằng máy xăng vì nó rung lắc nhiều, cho nên là động cơ của nó sẽ không được bền như là máy xăng, nó êm ái hơn. Thì đó là sự chia sẻ từ Huy về cái mẫu xe này. Ok, Huy xin kết thúc video tại đây và cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Đấy, kính chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam ạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị.